Dạ xin chào quý bà con cô bác trên kênh của Dung Dân Dung Dẹ. Và ngày hôm nay thì Dung Dân Dung Dẹ có một cái buổi đi chợ. Thật ra thì không phải là đi chợ đâu, mà là đi tiện ở trên con đường là sau đó là mình đi luôn. Thì mình sẽ vào trong chợ này. Ở đây gọi là chợ Nguyễn Thái Bình. Nó nằm trên ngay chỗ cái vòng xoay chỗ đường Nguyễn Trãi ngoài đây nè mọi người. Nó nằm ở quận 1. Đây thì ở bên này hai bên sẽ là cái hàng rau. Thì có rất nhiều các cái loại rau củ ở đây. Thì mình sẽ đi. Ở đây thì sẽ có cá. Ủa cá này cá gì vậy chị? Cá gì chị? Cá bóng trứng hả? À dạ. Khoa tiêu hả chị? Dạ em cảm ơn chị. Vậy hả? Rồi thì sáng nay thì Dung sẽ đi kiếm một cái món để mình về mình sẽ làm cái ăn gì hả? Ăn cá nhưng mà không có cá điêu hồng hả? Trời ơi quá trời. Quá trời mực tươi nè, ớt nè, nè thấy không? Đó. Dạ cảm ơn chị. Để em đi kiếm cá điêu hồng nha. Thì sáng nay mình sẽ làm một cái món ăn dinh dưỡng. Ủa cá nhiêu ký chị? 60 ngàn ký hả? Nữa thôi, con nữa ha. Con nữa. Mình mấy con? Ba con luôn đi. Con nữa. Thì đúng rồi đó, hình như là phải cỡ 7 phần đúng không? Vậy là phải lấy 4 con. Vậy lấy con bự ngon nè. Con bự lấy luôn đi. Cách 3. Trời ơi con bự này nè, mắc tiền hơn nữa là bán em luôn. Ủa bán theo ký mà. Bán ký nhưng mà ý là chị nói nó mắc tiền thôi. Ủa vậy hả? Dạ. Thì một con nữa. 7 người mà. 7 người hả? Có con nào bự hơn con này không? Con này hơi nhỏ rồi. Thì hôm nay Dung sẽ làm cái món là cá hấp. Và mình ăn cái món nó là món dinh dưỡng. Không có kho, không có chiên thì làm sao để cho nó tốt nhất cho sức khỏe cũng như là mọi người có thể áp dụng để ăn trong cái chế độ giảm cân cũng như là tốt hơn cho sức khỏe của mình. Thì xin giới thiệu với lại bà con cô bác, đây là chị Gấm, chị gái của Dung. Đó, sẽ hai chị em cùng nhau đi chợ và sẽ nó ướt hết nước rồi, cá nó văng vô rồi. Thì sẽ về và sẽ nấu cái món ăn đó. Thì ở đây là cái 3,5 kg hả? Làm giùm em luôn đi. Rồi, dạ. Có cửa nào? Cắt đôi thôi chị. Cắt đôi thôi, cắt đôi. Cái con to là cắt 3 nha. Con to cách 3 hả? Thì ở đây thì có cá sa ba đúng không? Cá hú hả? Cá hú này thì chị bán nhiêu ký? Cái đó là 100 ngàn còn nguyên con vậy đó. Leo cà chua nữa. Cái đó là 70 hả? Nguyên con là 70. Ủa vậy hả? À con này là em cứ bỏ đầu, bỏ ruột, bỏ mỡ hết rồi. À thành ra nó mắc hơn một xíu. Chị làm nha, một xíu nữa em quay lại em lấy nha. Dạ cảm ơn chị. Thì bây giờ mình sẽ rau trên kia hả? Mình dạo một vòng coi ở đây có cái gì vậy, chợ này lần đầu tiên đi luôn á. Cô bán thịt gà hả cô? Ủa ức gà có nè chị Gấm. Thì không, nhưng mà mình hỏi để bữa sau mình lấy á. Cô ơi gà này là gà gì cô? Gà Mỹ. Gà Mỹ hả? Cô có gà vàng không? Da vàng không? Da vàng là vậy hả? Gà ta sạch thả vườn hả? Có cái ức không như vậy không? Vậy hả? Ý là gà thả vườn thì mình lóc không có được đúng không? Nó không có nạc hả? À dạ. Cô bán gà lâu chưa? Mấy chục năm ngồi chỗ này luôn á hả? Ôi. À có nghĩa là cô tên gì cô? Cô Phượng hả? Cô Phượng bán thịt gà ở chợ Thái Bình nha mọi người. Ai mua gà đi chợ thì nhớ ủng hộ cô Phượng nha. Đó, ngồi ở đây mấy chục năm rồi. Dạ, con xin phép con đi lên trên mua rau nha. Bữa nào con ăn gà ăn rang ủng hộ nha. Em chào chị. À cái này là quầy cá thác lát đúng không? Dạ đúng. Ồ thác lát này thì thường mình sẽ làm những món gì chị? Ăn lẩu ăn chiên. Dạ lẩu hoặc chiên. Chị làm sao mà chị lạc được, nó hay quá vậy chị. Chị lạc như vậy là bao nhiêu năm rồi? 40 năm. 40 năm hả? Trời ơi hay quá. Mà lạng mà ngồi nạo nó ra từng miếng như vậy á, thì thật sự là cũng không có dễ gì đâu nha mọi người. Thì hôm nào Dung rảnh Dung sẽ ra phụ chị lạng cá cũng như là bào cá để xem coi như thế nào. Ủa chị cá này thì mình lấy ở đâu lên? Chợ Bình Điền lên hả? Nhưng mà người ta sẽ nuôi ở đâu? Chị cũng không biết, hơi đưa lên.
À, có nghĩa là mình cứ ra chợ Bình Điền mà lấy về mình bán. Thì sáng chị ra đó mấy giờ? À, có mối người ta đưa đến. Dạ, chị tên gì chị? Chị Hòa hả? Chị Hòa cá thác lát nha mọi người. Chị Hòa cá thác lát nha, mọi người cứ vô trong này kiếm chị Hòa mua cá thác lát nha. Chị nhớ nhớ về xem kênh nha, Dung Văn Dung Vẻ nha. Dung Văn Dung Vẻ. Dạ đúng rồi. Thì dạ đúng rồi chị, em cảm ơn chị. Bữa nào ăn cá thác lát ra mua nha. Cấm ơi, đi Cấm ơi. Xíu nữa lấy, xíu nữa dòng lại lấy. Thì bây giờ mình sẽ đi. Mình sẽ đi, ồ đây có chén dĩa gì. Mình sẽ đi mua đồ. Nay nay không có ăn hải sản, bữa khác nha. Bữa nào ăn ra mua nha, nè có hến nè, có cá nè, cá lóc đúng không? Cá lóc nè. Ồ. Cá đệ chả đúng không? Chiên chả đúng không? Hôm nào em ăn em sẽ ra ủng hộ nha. Ồ trời ơi, cá này trứng quá trời nè, ngon nè. Trời, ủa cá chẽm này cá biển hay là cá? Cá biển hả chị? Trời ơi ngon quá. Bữa nào ăn ra ủng hộ nha, hứa hứa nha. Dạ. À sạp sạp tên gì vậy? Sạp tên gì vậy? Chị Tú đúng không? Chị Tú cá nha mọi người, cá mực hải sản ếch các kiểu nha. Mọi người ra chợ Thái Bình thì cứ ra ủng hộ nha. Ếch cắt đùi đúng không? Rồi ra ủng hộ chị Tú. Dạ. Nhớ nhớ về coi kênh Dung Văn Dung Vẻ nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ, dạ chào chị. Thì mình sẽ, trời nhìn mấy con cá này thèm quá. Thì mình sẽ mua cà chua và dưa leo. Mua nhiều nhiều đi để ngày mai ăn luôn. Thôi ngày nào mua ngày đó nhắn đằng nào, ngày nào mua ngày đó nó tươi. Vậy hả? Nó xốp hả? Trái này ngon nè. Đó, thì mình sẽ chọn cà chua, dưa leo để mình ăn thêm với lại cái món cá hấp. Đó, trái này ngon nè. Rồi ok. Chị cân giùm em đi chị. Ủa, hai cái một giá hả chị? Dạ, cảm ơn chị. 23.000. Rồi, xong anh Tư. Rồi, cảm ơn chị. Thì đây là cái quầy rau. Dạ rồi, em cảm ơn. Thì đây là cái sạp bán rau, tất cả rau, củ quả, đậu hũ là mình đều có ở sạp này. Đấy. Rồi, đi, 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 đi. Đó, mọi người khi mà lên cái clip rồi á thì nhà ai mà ở gần chợ Thái Bình thì mình sẽ ra, mình đi chợ và mình sẽ ủng hộ các chị. Trời ơi, cá hấp nè, cá hấp nè. Ngon quá. Ngon quá trời luôn. Dạ, bữa sau em ăn các món này em ra em ủng hộ hết. Cá ngon quá trời luôn. Xong chưa chị? Vậy hả? Lướt con đó nữa là xong hả? Chị bán cá ở đây lâu chưa? Bán ở đây thì mới có năm mấy hai năm thôi, chứ bán cái Cô Giang á là cũng khoảng mấy chục năm rồi. Ủa vậy hả? Có nghĩa là ở bên chợ Cô Giang dời qua hả? À, là chợ Cô Giang dạ tọa rồi dời qua bên đây. Sáu mấy tuổi rồi, bác cũng khoảng 4 mấy năm rồi đó. Trời ơi. Làm cá thác lát về tối hả? Ờ, mua cá thác lát hả? Ờ ok. 60 mấy tuổi rồi hả chị? 62 tuổi hả? Trẻ ghê luôn á. Đó, chân mày mới làm nữa kìa, đẹp gái ghê không? Đó. Chị cá thác lát bán sao? 22 hả? 22.000 ký hả? 22.000. Ồ vậy hả? Lâu ngày không có đi chợ. Cho em 200 rồi ra. Dạ. Ủa sao lấy ít vậy, lấy cho mấy đứa nhỏ ăn á hả? Dạ. À, thì bác Gấm sẽ mua thêm cá thác lát để tối bác Gấm nấu ăn cho ba đứa nhỏ đi học về thì sẽ ăn. Một ngày về bán nhiêu ký chị? Vậy hả? Trung bình một ngày mình bán khoảng nhiêu ký? Vậy hả? Lúc này chợ vắng hả? Sao vậy? Người ta đi siêu thị hả hay sao? Vậy hả? Ờ. Dạ em cảm ơn chị. Tiền trả tiền. Dạ đây. Em xách bớt cho. Bên này xách bớt cho. Lấy bún trụng mà còn được bớt nữa nè. Trời ơi mọi người thấy không, đi mua cá thác lát cũng được bớt nữa thấy không? Đó. Dễ thương, dễ thương.
Thì sau khi mà đã xem hết đồ và như vậy là đủ một bữa trưa rồi thì Dung sẽ đi về và mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn mọi người sau. Cá hồi á, bữa nào ăn cá hồi em ra nha. Đó. Thì thật sự là đi ra ngoài chợ mình mới thấy cái không khí nó thật sự rất là sôi nổi và mọi người buôn bán ở ngoài này. Dạ. Em mua rồi, em mới mua dưa leo cà chua rồi. Ủa mình có mua ớt chanh gì không bác Gấm? Nhà còn hả? Vậy hả? Mua thêm ít chanh ớt gì đi ha. Rồi gia vị nấu với cá. Có nấu cá hả? Chị lấy gì? Gừng nè. Cho em mấy trái ớt nè. Bên kia bán hả? Dạ cô cho con 100 gram ớt đi. Hay ăn ớt xanh này không? Ớt xanh này ngon nè. Bỏ chanh đi. Con lấy ớt xanh hết đỏ con. Mua tắc hả? Cô có tắc không? Có. Cho con tắc đi. Có gừng không? Cho con củ gừng nữa. Đây con một sàng đây. Dạ, cho con củ gừng. Lấy hai củ được rồi. Dạ rồi, chừng này tắc được rồi luôn á. Tắc này mình để được mấy ngày cô? Con bỏ tủ lạnh á, 3-4 ngày, 4-5 ngày gì đó. Vậy hả? Ớt nào con lấy ớt nào vậy? Cho con ớt xanh đi, ớt xanh đi. Ớt xanh ăn nó thơm hơn. Rồi. Đó. Thêm củ gừng nữa. Ốm. Cho con mấy cây sả nữa. Thì mình sẽ mấy cái món này mình sẽ để mình hấp cá cho nó khỏi có mùi. Xa quá không lấy được hả? Thì làm sao để cho khi mà mình làm cá thì nó không có bị bay mùi đó bà con cô bác. Thì xíu nữa Dung sẽ hướng dẫn cái cách chế biến sau. Bao mấy tháng rồi chị? Dạ, hơn 5 tháng hả? À, con thứ mấy rồi? Con thứ hai hả? À? Vậy hả? Dẫn đi bán hả? À? Sinh đôi hả? À? Wow, chúc mừng. Ngon luôn. Vậy hả? Là con dâu của cô hả? Con gái con dâu gì hả? Hay sao? Vậy hả? Ồ, hay quá. Bây giờ đẻ lần được hai đứa là ngon nhất luôn á. Mua cái gì? Mua gì nữa bác Gấm? Một cái kéo hả? Kéo nhà có mà. Vậy hả? Mua cái kéo thêm để cắt cá cũng như là rửa cá. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi, mình bây giờ thì sẽ đi mua thêm một cái kéo nữa để về có thể là mình cắt cá, cắt đồ ăn hay cắt gì đó cho nó dễ hơn. Đây nè, cái chỗ này chắc bán nè. Đây nè, phải không? Không có luôn. Chị ơi, chỗ nào bán kéo bán dao vậy chị? Kéo dao rồi chị đi vô cái quầy đầu tiên ở đây đi vô. Dạ. Đi tới có cái cổng đó. À, là bước vô là khu đó đúng không? Em cảm ơn. Thì sau khi mà mình đi mua rồi á thì mình mua thêm một cái kéo nữa thôi, nhanh đi, Phương Anh gọi rồi, Phương Anh đang chờ ngoài xe rồi. Một cái kéo thì để mình có thể sử dụng cũng như là đây khu này rồi. Cô ơi, có bán kéo không cô? Cho cái kéo mà để cắt cá, cắt thịt đó, kéo bự bự á. Kéo cắt cá thịt cho được cô. Đúng rồi, cho kéo bự bự á. Rồi ok. Cái này bao nhiêu? 60 à. Có bớt không? Không em. Dạ không ạ. À? Dạ không bớt thì thôi. 60.000. Có cái loại kia thì nó có 30.000 thôi, nhưng mà em để hả mấy cái... ngày nó xét. À, con này là không sợ bị xét đúng không? Đúng rồi. Rồi 61.000 là khỏi thối. Em cảm ơn nhiều. Mẹ cảm ơn chị. Nhé. Dạ thôi khỏi chị. Rồi cảm ơn chị. Thì sau khi mà mình đã mua xong đồ rồi đó thì mình sẽ đi về và trưa nay thì Dung sẽ làm cái món là cá hấp. Và cái món này nó thật sự là dinh dưỡng và nó không có chiên rán cũng như là không có kho thì mình ăn sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình. Thì cái đầu tiên là như vậy. À, và bây giờ là sẽ lên xe nè, có cô Phương Anh đang chờ nè. Đó. Đây. Trời, nãy giờ đi đâu đó em? Chờ cũng hơi lâu đúng không? Em chờ chị mà người ta đuổi em đi luôn. Dạ. Thôi thì bây giờ Dung và Phương Anh sẽ về và sẽ làm clip nấu ăn sau. Rất là cảm ơn quý bà con, cô bác đã luôn ủng hộ cũng như là theo dõi kênh của Dung Văn Dung Dẹ. Xin chào và hẹn gặp lại.